sáng sớm vừa thức dậy đứa bé đã kéo tay bố nó lại và hỏi bố ơi thế đêm qua con thấy bố với mẹ làm gì mà lạ vậy ạ à? ông bố hoảng hồn vội nói lái đi à bố mẹ bị mộng du đấy lần sau nếu thấy thế thì con phải nhắm mắt lại và kêu lên nhé cho bố biết để còn tỉnh lại ấy. dạ nhưng mà con kêu rồi nhưng bố không nghe ạ à? thế thì con phải gào thật to lên dạ con có gào đấy chứ nhưng lúc ấy mẹ gào còn to hơn cả con nên bố không nghe thấy đấy ạ à? <laughs> có một đôi tình nhân tán chuyện gẫu cô nàng âu yếm hỏi chàng trai sau này cưới em về thì ai nấu cơm anh nấu thế ai giặt giũ quần áo nào anh làm thế quét nhà rửa bát thì ai làm tất nhiên anh chứ còn ai vào đây nữa chàng trai hôn cô gái rồi bảo thế em không làm gì à cô gái giàu mỏ lên đáp ôi em cho anh và con bú đã mệt rồi còn làm được gì nữa chứ <laughs> trò chuyện với cái ghế ghế này có khỏe không? Anh là ai mà hỏi tôi như ngang hàng với tôi không bằng ấy? Ờ hay, anh chỉ là cái ghế thôi, chứ có gì mà cao ngạo như thế chứ. Thế anh không biết người ta chạy trọt luồn cúi hối lộ tranh giành cắn xé nhau, thậm chí là đảo chính, lật đổ, nội chiến cũng chỉ vì tôi hay sao? Nói thật nhá, anh cũng chỉ là thứ mà người ta gửi tạm cái bàn tọa thôi, chứ cao sang gì đâu. Bức tranh làm nên giá trị cho cái khung Nhân cách người ngồi trên ghế Mới mang lại danh giá cho cái ghế Nghe chưa hả Chú em đúng là đổ lý thuyết xuông mà Chính anh mày đây mới là người Mang lại danh giá cho kẻ ngồi đấy Làm gì có chuyện ngược đời như thế chứ Anh hỏi chú mày nhá Chú mày học hành tử tế Bằng cấp đàng hoàng Thông thảo ngoại ngữ Đạo đức sáng ngời Nói năng lưu loát Viết lách giỏi Tổ chức quản lý cờ Túm lại là rất ổn đúng không nào ờ thì đại loại là như thế thì sao nào nhưng anh hỏi chú mày nhé chú mày nói có ai nghe không ờ thì là đấy chú mày thấy chưa nhưng nếu chú mày ngồi lên chỗ của anh đây tất nói sẽ có người nghe đe sẽ ối kẻ sợ vậy thì cái gì làm nên giá trị chú mày hay là anh con người hay cái ghế anh nói thế nghĩa là kể cả rốt nát tham lam. Dối trá nịnh bợ, hê hey, cứ ngồi được lên cái ghế là danh giá hay sao? Chứ sao nữa? Cũng con người ấy, nhưng hê hey, cứ tót lên ghế cao, là bỗng nhiên nghe anh nói, bọn em sáng ra, sáng ra ngay. Không danh giá thì là gì chứ? Nhưng đó là cái danh hão báo gì đâu. Đúng, danh thì hão nhưng quyền lịch thì thật. Mà có quyền, thì làm được nhiều việc lắm đấy Đương nhiên rồi Thời nào thì cũng phải có quyền Mới thực thi được chuyện này chuyện nọ chứ Nhưng tôi hỏi anh ghế nhé Các ông chủ của anh Những người đã phải chi rất nhiều Để có anh Họ thường quay lại Dùng anh vào việc gì chủ yếu nào Làm tiền Money ấy mà Để trước mắt Là bù đắp chi phí gọi là thu hồi vốn đấy. Đồng ý với anh trước mắt là thu hồi vốn, thế còn sau mắt là gì? Là tiền chứ còn là gì? Thì để làm gì nữa? Có thế mà cũng hỏi à? Để đóng một cái ghế cao hơn, biết chưa? Tôi kinh sợ anh rồi đấy. Đúng là chỉ vì anh mà người ta sẵn sàng chạy trọt nịnh bợ hối lộ, dối trá, tranh giành cắn xé nhau chú mày nói đúng thực trạng của một bộ phận không nhỏ rồi đấy nhưng nếu không thế theo chú mày thì sao còn sao nữa phải công khai minh bạch thi thố khách quan bầu cử đàng hoàng ai có thực tâm thực tài thì phải được trọng dụng chứ có nghĩa là ghế phải đi tìm người chứ người người tài không đi tìm ghế chứ gì đúng là như thế đấy người tài ai người ta quỵ lụy cái vật bốn chân chứ chú mày nói rất đúng đúng quá cha của đúng chứ sao chỉ có một điều nho nhỏ thôi nói một câu cho vuông để chú mày buồn dần đi là vừa là điều gì vậy đó là cái đúng của những kẻ không có ghế chồng già hết đát nên em phải lấy chồng Dẫu già méo mó có hơn không Năm thì mời họa thôi cũng được Thì cũng cho xong phận má hồng Chồng già nhưng cũng có lúc chơi ngông Có lúc hăng lên cũng bế bồng Chỉ tội ông già vui quá sức Đi đứng đôi khi cũng hơi cầm Chồng già nên hết mực thủy chung Em trước ổng sau thiệt phát khùng Sợ em đói khát sơi nem trả Làm cho ông mất mặt anh hùng phận hầm duyên ôi lấy chồng già, ra đường đám bạn tưởng là cha, bên em chúng cứ thưa chào bác. Nên gặp chúng đâu dám la cả, ngao ngán em chỉ để trong lòng. Con thơ muốn bế cũng đành mong, thôi thì cố dáng cho trọn kiếp, mai mốt ổng thăng thế là xong. ngồi buồn kể lại chuyện xưa, chuyện mình hai đứa đêm mưa đá gà, bây giờ tuổi đã về già, gà thì còn đó nhưng mà có đá được đâu. Em đây đã có gà nòi, anh mang gà tới ta ngồi đá chung, gà em cao cổ đỏ mỏng, gà anh cứng cựa đừng hỏng thắng anh, chỉ sau một lúc phân tranh, gà em mỏng tái gà anh gục đầu, thôi thì hẹn lại trận sau. Mình thay đổi thế biết đâu mình hòa. Ở đời sướng nhất đá gà, chỉ sau một trận cả nhà đều vui, thắng thua hai chữ hên xui, lần sau đá tiếp, em vui không nào. Con đầu gục con tái màu, vậy mà chúng nó ảo ảo sông vô, sợ nhất cái lúc gà khô. Con kia, cựa cũng sụi lơ gục đầu. khảo mít. Cô hàng xóm trên tỉnh lại về quê mùng 5 tháng 5 để diệt sâu bọ. Hắn liền nhờ sang khảo mít hộ. Không ngờ cô ta nhiệt tình đến thế. Ôi giời, việc này thì em thích từ bé rồi. Anh về để chạy dưới gốc. leo sẵn lên cây đi. Em thay quần áo rồi sang ngay. Xong rồi quay sang khảo cây bưởi giúp em nhá. Cô nhanh nhanh đấy nhá. Quá giờ ngọ là mất linh nghiệm đấy vừa leo lên cây thì soạc một phát, thấy nhựa mít dính ấm ấm ở dưới ấy. Thôi chết cha rồi, vì thay quần cọc sang quần dài cho lịch sự với người ta, vội quá, quên cả mặc quần lót, bây giờ bị soạc đũng tê hê cả ra thế nọ. Biết làm sao bây giờ chứ, hắn đành kẹp đùi, ngồi ôm vào thân cây mít để che đi. Cô hàng xóm đã ảo sang như cơn gió tuổi thơ. Vớ cái chảy Dơ lên rộn rã Này thằng mít kia Mà mít dai hay mít mật vậy anh Trên cây Hắn bỗng nhập vai thành hồn cây mít trả lời Dạ dạ Chị bảo gì em ạ à? Em là mít dai Tao chồng mày Năm mai mốt tháng mốt Đất tốt nước lành Nhổ cỏ cắt cành Mà sao năm nay mày ra mỗi dái rồi thôi hả Sang năm Mày có đậu thật nhiều quả cho tao không hả? Hả thằng mít dai kia? Dạ Năm nay em ra nhiều dái chứ ạ? Nhưng tại chị lần trước về vặt trộm chấm muối ăn hết Còn gì? Đúng nhận sai cái cho em À thằng này láo Này, này Tao phang cho mày vài chày Cho mày nhớ này Sao cái cây bên cạnh nhiều quả vậy Mà mày không có hả? Cấm cái, cấm cái này do cuộn cuộn dâng lên tình cảm âm thầm cùng cô hàng xóm đã bao năm. Hắn liền nhập vai sâu quá, hắn quên hết mọi sự, nhổm người lên kêu, á á, ôi rồi ôi, đau quá, em đại chị, xin chị tha cho em. Sang năm, em sẽ ra quả thật nhiều, thật to hơn cả cây mít mật kia cho chị sơi ạ. À. Cô hàng xóm ngước đôi mắt huyền âu yếm, nhìn lên nàng vội quăng chày kéo váy vừa chạy vừa cười ré lên ôi linh nghiệm quá mít dai ra liền hai trái rồi kìa sáng nay mình vừa ra ngõ gặp hắn đang tần ngần chia tay cô hàng xóm ra tỉnh cái lưng ong cặp bưởi và cái mông xe lít đã khuất đi rồi mà lời dặn dò vẫn còn ở lại tại anh nên không kịp đấy sang năm em về anh khảo bưởi giúp em nhá. Hay nhỉ, họ khảo mít mà sinh tình, ái tình vẫn mãi ẩn giấu trong mộc mạc hồn quê. Vợ chồng dã dò Bao ngày cối cứ để không, hôm nay chuẩn bị đợi chồng ra tay. Chồng ơi mau chóng dừa chày, để mình cùng dã tối nay nhịp nhàng. Hôm nay vợ đã sẵn sàng, cối thì đã rửa rảnh ra ngồi chờ, thì còn nóng hồi chưa khô, nhanh nhanh rửa sạch dã vô cho mềm. Vợ chồng hì hục cả đêm, vợ cùng chồng dã làm thêm chiếc giò, lúc bành bạch lúc phì phò, lúc kêu bôm bốp như trò vỗ tay. Chày kia nện xuống phay phay, cối đây vã nước, nằm ngay ướt mềm. Ôi giời nửa cuộc mà xem cối chảy dính chặt chẳng thèm buông ra dơ cao chảy dã tối đa ẩm ẩm như sấm như ma nó về cối nào chịu nổi dầm dề trao qua đảo lại có phê không chồng bao ngày chờ đợi ước mong hôm nay mới thỏa được lòng khát khao chồng ơi cứ thế mạnh vào chảy to dã khỏe không sao đâu chồng tiếng kêu ọp ẹp thấy không chồng ơi sắp đến lúc xong đây rồi vợ ơi chồng mỏi giã rời chắc là cũng đã được rồi phải không vợ cười nói nhỏ với chồng được rồi chồng ạ à, giã xong rồi mà thịt chồng giá nhuyễn quá nha phen này giò gói chắc là ngon canh rút chày ra rửa đi anh thịt kia đã nhuyễn bắn quanh cả tường Giờ em dọn dẹp chiến trường. Anh nhanh gói lại kẹo trương cả giò. Đồ phải gió. Trời mưa, trời gió. Ông trai bà lọ chẳng biết đi đâu. Bà nói, ông nó ơi, tôi vừa dọn tủ, tìm thấy còn hơn chục cái hộp vàng này. Ông bồi ngồi bảo, Ngày xưa vì sợ mất việc cắt thi đua nên mới phải chặn đầu bịt miệng. Đứa ngậm vào còn phải nhả ra. Đứa toàn chết sặc, gió sướng mà lại khổ. Bà mân mê nuối tiếc. Cho ai cũng dở, vứt đi thì hoài quá. Của một đống tiền chứ ít à? Ông gợi ý. Hay là mình không thả rông nữa? Đem xài hết cho đỡ phí đi. Bà mỉm cười ngượng nghịu như cô gái. Đổ phải gió ở đâu ý? Ngỏng lên được đâu mà lại đòi chui đầu vào bao cao su chứ? <laughs> Chuyện vui, bà vẫn còn may hơn tôi. Sau cuộc yêu dữ dội ở bụi chuối sau vườn bà cô của thị nở, chí phèo đâm ra ngất ngây cô ả à, nên nhờ cậy lão hạc cùng giáo thứ mai mối và tổ chức cưới hỏi thị nợ cho gã tổ ấm thì vẫn cái lò gạch bỏ hoang từ thuở nào thấm thoát mà vợ chồng chí phèo cũng chung sống được chục năm trời với bốn đứa con hai trai hai gái truyền nhân của vợ chồng gã và cả những đứa con có triển vọng nối nghề của bố bá kiến cũng thay đổi thái độ thù ghét gã cung phụng cho trí phèo thịt rượu đủ đáp ứng nhu cầu của gã nên công việc đòi nợ thuê của trí cũng phát triển tốt đẹp một hôm trí xét chai rượu ra ngồi nhâm nhi một mình trước cửa lò gạch tổ ấm của nhà gã thì thì nợ ở trong lò gạch chui ra vừa cầm cái gương soi vừa khóc nức nở cứ như khóc bà cô của ả à, vừa mới chết già Ả à, cầm cái gương soi đi soi lại cái mặt của Ả, à, rồi thận trọng đặt chiếc gương dưới đất, rồi ngồi xuống bên cạnh trí phèo, Ả à, bật tiếng thở dài. "Giời ạ, à, tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này rồi sao? Trí phèo cũng chẳng mảy may nghe Ả à nói cái gì, cứ cầm chai rượu nốc, vài hớp, rồi cầm miếng rồi chó nhai ngấu nghiến, thì nở tiếp tục than vãn làm đàn bà đúng là số khổ. Chung sống với ông mới có 10 năm rồi, để cho ông bốn lứa mà nhan sắc tôi tàn tạ hơn xưa kia quá nhiều, đến mức không còn dám soi cả gương, chỉ quanh quẩn trong cái lò gạch, chứ đừng nói là đi đây đi đó trong cái làng vũ đại này. Nhai xong miếng rồi chó, tu thêm hớp rượu đế chí phèo đưa mắt nhìn vợ phá lên cười rồi lè nhè bà nhận xét nham sắc bà là là hoàn toàn chính xác đó nhưng bà còn may mắn hơn tôi còn sung sướng hơn tôi nhiều còn còn than thở cái nỗi gì nữa chứ lúc này thì nở mới bực mình chu chéo Ôi giời ơi làng nước ơi đàn ông các ông chỉ ăn nhậu suốt ngày có lo lắng việc nhà việc đồng áng gì đâu mà xuống xác chứ lại còn cạnh khóe với tôi là may mắn sung sướng hơn ông hơn cái nỗi nào ông nói thử xem nào chí phèo tiếp tục tu thêm hớp rượu rồi thủng thẳng nói này nhá tôi nói cho bà biết bà mới chỉ ngắm mình trong gương có chút xíu thôi mà đã đau khổ than thở như vậy rồi còn tôi đã phải ngắm nhìn bà ngày này qua ngày nọ, cả mười năm nay rồi mà tôi có than vãn tiếng nào đâu. Lúc này thì nở bạn khóc, ôi giời ơi, cái đồ chết sẫm, chồng ơi là chồng. Đàn ông thông minh hơn đàn bà bởi vì họ có hai cái đầu. Nhưng khi bị ngậm mất một cái thì cái còn lại chẳng thể nghĩ được gì nữa đàn bà nói chuyện thông minh hơn đàn ông vì có hai cái miệng nhưng khi cái miệng kia mà đang ngậm rồi thì cái miệng còn lại chỉ tập đánh vần chưa kết bạn bà nội hỏi cháu gái Sao bà gọi Zalo cho cháu mãi mà không được thế? Cháu đáp: Dạ bà đã kết bạn với cháu đâu mà gọi được ạ. À? Bà bảo: Tao đẻ ra thằng bố mày chứ bạn bè với mày à? Mà phải kết bạn với mày, còn cháu gì mà hỗn quá à. Giờ học toán thầy giáo ra đề từ 0 đến 7, các em hãy xếp thành câu nói hoàn chỉnh. Cả lớp im lặng, tèo liền dưa tay. Dạ thưa thầy, 7 ngày 6 đêm khách sạn 5 sao, tầng 4 phòng 3, hai người một giường không trượt phát nào ạ. À. Nuốt ngoé, sáng sớm trời đã nóng chảy mỡ mà điện thì bị cắt có hai tay bụng vệ cởi trần trùng trục ngồi uống trà. Nghĩ mãi xem có thể làm điều gì để giải tỏa buồn bực hay không. Bỗng nhìn thấy trong bể cá cảnh có con ngoé đang khỏa thân, bơi loe ngoe trên làn nước trong mắt. Tay chủ nhà cà cơi, ngoé là loài vật rất ghê tởm. Đứa nào dám nuốt nó, tớ biếu luôn 500k đấy. Tay khách hồ hởi bảo, có thật không? Ông giữ lời đấy nhá. Nói rồi, hắn chộp một con. Vật oét một phát chết tươi, bỏ vào mồm rồi nuốt chừng Nhận tiền xong rồi cười hơ hớ. Tay chủ nhà nghĩ, mẹ kiếp, nó nuốt mỗi con ngoé là được hẳn 500k. Đúng là việc nhẹ, lương cao, liền đạt tiếng, nuốt ngoé chết thì quá bình thường. Ai cho tớ 500k, Tơ nuốt luôn cả con ngoé còn sống cơ. Tay khách bảo, ông giỏi thì nuốt xem nào, đây tôi trả luôn 500k. Tay chủ nhà không chần chừ liền trộp luôn một con rồi ngửa cổ nuốt trừng, lại nhận tiền. Vinh cầm lên tử đắc. Ngồi một lúc, hai tay mới ngớ ra. Trời ơi, sao bọn mình lại chập mạch thế nhỉ? Đang yên đang lành, Tự nhiên mỗi thằng lại đi nuốt một con ngoé vào bụng làm gì. Tay chủ nhà thấy ủng ục trong diều, vội vội vàng vớ chén trà. Uống ực một phát, hy vọng con ngoé sẽ chết hẳn. Trời ơi, nóng quá, điện vẫn mất, chẳng biết làm gì cho nó mát mẻ. làm từ thiện có một người đàn ông giàu có suốt ngày chỉ biết ăn chơi gái gú bỏ bê chuyện nhà và bà vợ già một hôm ông nghe tin xét đánh là bà vợ già của ông đã ngủ với tên ăn mày ông vô cùng tức giận về nhà làm giữ với vợ thật là hết nói mà tại sao bà lại làm cái chuyện động trời như vậy chứ còn gì là danh giá hết người rồi hay sao mà bà lại làm chuyện ấy với thằng ăn mày hả hả? Bà thản nhiên đáp, thì tại nó năn nỉ tôi quá nên tôi siêu lòng. Nó năn nỉ bà thế nào mà bà làm vậy hả? Nó nói là lại bà, bà thương con. Bà thấy trong cuộc đời bà có cái gì mà bấy lâu nay không được xài đến thì bà cho con nhé. Thấy vậy nên tôi cho, coi như làm từ thiện vậy. toàn xương với da. Có một đôi vợ chồng già, tuổi cũng sắp 80, do phong trào dân vũ đang thịnh hành, bà vợ muốn đi tập cho vui và khỏe người. Đầu tiên ông chồng không cho đi, biết ông nghiện rượu, vợ mới bảo: "Ông cho tôi đi tập, mỗi ngày tôi mua cho ông nửa lít rượu có được không?" Ông chồng ok luôn. Tập được một thời gian, trưởng thôn đến và bảo chuẩn bị đại hội nông dân các bà ăn mặc đẹp vào nhảy để duyệt xem tiết mục nào hay thì chọn ra tiết mục đó hôm nào đại hội thì biểu diễn tối hôm đó các bà mặc quần áo dài chuẩn bị lên biểu diễn ông chồng bà nọ sau khi nạp gần nửa lít rượu cũng ra xem thấy vợ mặc áo dài ông ta khen tướng lên bà nó ơi áo dài buộc hai vạt sang một bên đi cởi cha nó ra nhảy cho nó máu đám đông cười ồ lên một ông bảo vợ ông ấy toàn xương với da cởi quần ra mà nhảy thì ma nó xem à chỉ uống một lít thôi chồng ra ngoài uống rượu với bạn bè mới đi được một đoạn chị vợ liền dặn với theo anh ơi chỉ uống một ít thôi rồi về sớm nghe chưa? Mãi nửa đêm, anh chồng mới mò về nhà, mồm thì méo sạch, chân thì đi xoắn quẩy. Nhìn bộ dạng của chồng chị vợ gào lên, ôi trời ơi, anh nốc rõ lắm vào, rồi về nhà muộn thế này à? Bị vợ giày la, anh chồng bực mình lôi chai rượu đang uống dở trong người ra, chỉ trước mặt vợ lè nhè cãi. Em biết anh không uống được, mà còn gọi với theo bắt anh uống một lít. Cố gắng mãi, anh mới uống hết có bằng đây. Đã say thế này rồi, nếu anh uống hết một lít thì đi đứt anh à. Một anh chàng tỷ phú cưới vợ, đêm tân hôn, anh chồng ôm cô vợ thì cô vợ lại đẩy ra. Nhiều lần như thế anh chồng không chịu được nên hỏi sao vậy hả em anh là chồng em kia mà hơn nữa anh ấy rất yêu em cô vợ trả lời anh biết đấy em là vợ của tỷ phú mà thế thì sao nào không có một trăm đô em không thể ôi chúa ơi em chính là vợ anh mà mà anh này rất yêu em em hiểu nhưng nếu em không có một trăm đô thì không thể làm gì được anh à. Anh chồng thấy bứt rứt và khổ tâm, cuối cùng cũng đưa cho vợ 100 đô, sau đó mọi thứ suôn sẻ. Họ đã sống với nhau rất lâu sau, rồi bỗng nhiên khủng hoảng kinh tế. Một lần người chồng tiến sát vợ ôm lấy đầu gối vợ buồn giàu, em thân yêu, chúng ta bị phá sản rồi người vợ gọi chồng đến gần cửa sổ kéo tấm riro rồi chỉ anh đừng lo lắng quá. Anh thấy không, ở góc phố có một cửa hàng bánh mì, cửa hàng của chúng ta đó. Đối diện là hiệu thuốc của chúng ta đó. Anh nhìn xa xa, chỗ công trường xây dựng, nhà của chúng ta đang xây đó. Giá như anh ngủ với em thường xuyên hơn, có khi bây giờ cả thế giới thuộc về chúng ta rồi ấy chứ. Chuyện của Adam và Eva Sau khi cùng ăn trái cấm Adam và Eva bắt đầu biết xấu hổ Nên dùng lá cây che đậy thân thể Nhưng trong khi Eva thay hết Từ xà lách qua cải bẹ xanh Đến lá chuối, lá dừa Thì Adam cứ trung thành với chiếc lá nho Một ngày không chịu nổi Nên Eva cảm ràm Thời buổi này mà ông cứ khư khư giữ chiếc lá nho Cổ lỗ không chịu được đang khủng hoảng kinh tế mà cứ chạy theo thời trang như bà thì có ngày đói nhăn răng ra tôi xài lá nho này là hàng trung quốc đó bà vừa rẻ mà lại bền rẻ thì có rẻ nhưng bền thì khó tin đấy tin đi vì tôi từng che bằng lá nho mỹ nho úc thì chỉ vài ngày là héo queo à ra đường mắc cỡ gần chết từ khi dùng lá nho trung quốc thì có thể che đậy chỗ ấy đến cả tháng trời mà lá không chịu héo. Chẳng biết họ xịt cái thuốc gì mà bền thật đấy. Sao ông ngu muội vậy chứ? Đâu phải thiên hạ khi không lại vô xấu cho hàng mét in China chứ. Thậm chí cao cấp như máy tính mà còn cài mã độc. Xe hơi thì nhà hơi độc. Còn hàng nhái thì có đủ từ AK47 đến búp B Barbie. Thế ông có nghĩ xài cái này nó sẽ ngấm độc chất dần vào người ông tiêu tùng cả phụ lục phủ ngũ tạng hay không? Nói rồi Eva cúi xuống kiểm tra. Nhưng vừa liếc qua đã đột ngột thét lên. Ôi! Thật! Ông đúng là khó dạy mà. Hết xài lá nho Đến chữ cả nho khô Trung Quốc thế này à? Adam à tức quá gần cổ cãi. Bà đừng có nói điêu. Tôi có hà tiền cỡ nào thì cũng biết người ta đang cảnh báo nho mận lựu giá Trung Quốc đều chứa chất độc đó. Ngu gì mà chữ nho Trung Quốc chứ? Mà nhất là nho khô. Thôi chết cha, hay là... Eva lo lắng. Hay là sao ông? Bà nhìn thấy mấy trái nho hử? thì tôi thấy tòn ten hai trái quát queo đây. Thôi rồi bà ơi, đó không phải là nho khô đâu. Bà cụ may mắn, có một bà cụ vừa đi trên lề đường, vừa kéo lê hai cái bao to, loại để đựng rác, bỗng dưng có một túi rách toang để rơi ra ngoài nhiều tờ tiền mệnh giá 5 euro. Thấy vậy một cảnh sát bảo bà cụ đứng lại, nói rằng, bà ơi, nhiều tờ tiền rơi ra từ cái bao đấy. Ồ, cảm ơn ông đã cho biết. Mà khoan đã, tiền này là từ đâu ra? Bà có trộm cắp không? Ồ không, chả là sân sau nhà tôi, giáp danh với sân bóng đá. Nên có nhiều ông khán giả đã đến tè thường xuyên qua hàng rào sân nhà tôi. Vì vậy tôi cầm cái kéo thật to, loại để làm vườn ý. Tôi đứng đó để canh. Mỗi lần có gã nào thò chim ra là tôi bảo, Chà, hãy trả tôi 5 euro đi, nếu không thì tôi cắt đấy. Viên cảnh sát cười vui và chúc bà cụ may mắn. Rồi anh ta lại hỏi tiếp, Thế trong cái bao thứ nhì, bà đựng gì vậy? Thì anh cũng biết đấy đâu phải ai cũng chịu trả tiền đâu. Thơ, em ước chồng em như giáo viên, trả bài anh nghĩ đến thường xuyên, đêm về cứ thế không cần nhắc, cuộc sống vui tươi hết muộn phiền. Em muốn chồng như bác sĩ cơ, chả cần văn vẻ trả làm thơ, cứ vào là bắt cởi quần áo, nhanh gọn để em khỏi phải chờ em lại ước chồng như phi công máy bay anh lái cứ như không tọa độ chỗ nào anh rõ hết khỏi phải lò mò đỡ mất công em thích chồng như thợ điện nè rất giỏi lần theo những cái khe mỗi khi anh cắm vào trong ổ máy móc theo nhau chạy phè phè em cũng muốn chồng giống sĩ quan súng ống luôn được sẵn sàng anh bán phát nào ra phát nấy, trăm lần trăm trúng, nghĩ mà ham. Em thích chồng như một chuyên gia, chứng khoán kinh doanh rất tài ba, khi lên khi xuống, khi trồi sụt. Quy luật anh thông, khỏe đến già, em ước chồng như xếp ngân hàng, luôn nhắc người ta nhớ kỹ càng, nếu mà rút sớm thì sẽ thiệt, lợi ích đôi bên giảm rõ ràng vẫn biết mỗi nghề một hay riêng, quan trọng chồng em phải thật riêng. Mỗi nghề học lấy vài ưu điểm, như kể trên này ắt lên tiên. Trong giờ giáo dục công dân, cô giáo hỏi học sinh, để đảm bảo sức khỏe chúng ta ăn uống phải hợp vệ sinh vậy các em có biết vì sao chúng ta phải uống nước đun sôi để nguội hay không dạ thưa cô uống nước như vậy là rất hợp vệ sinh cụ thể là nước đã khử trùng bằng chứng là nước khi ta đun sắp sôi thì có tiếng kêu đấy là vi trùng khóc trước khi chết đấy cô ạ à. em có mảnh ruộng đầu làng ngã ba tam giác bốn mùa tốt tươi chồng em nó mải vui chơi suốt ngày nhậu nhẹt bia hơi lô đề ruộng nương hắn cứ bỏ bê quanh năm cỏ mọc chẳng hề quan tâm bây giờ ruộng đã vào xuân nước đầy âm ấp lại thêm cỏ dày vậy mà chẳng có ai hay em đăng thông báo ai cày đến ngay ruộng em mà cày mát tay em cho gieo giống ở ngay ruộng này <laughs> cô gái nhắn tin cho người yêu cũ anh khỏe không chàng trai đáp lại mình chia tay nhau rồi em còn quan tâm anh khỏe hay không để làm gì chứ à chả là em đang làm cho một công ty bảo hiểm thấy có gói rất hợp với anh nên em định giới thiệu ấy mà Gói gì chứ? Đó là bảo hiểm rủi ro. Xét đánh chết cũng được đền bù. Nhớ lại trước đây, anh đã thể tốt với em nhiều lắm. Mua đi anh. <laughs> An toàn. Bà mẹ nói, nào con trai, hôm nay chúng ta đi ăn phở rồi hãy đến trường nhé. Dạ vâng, mẹ mang bao cao su đi không đấy? Cô tí liền hỏi mẹ. Sao con lại hỏi vậy? Dạ vì bác Tèo nói với bố là tại mày đi ăn phở mà không dùng bao cao su nên bây giờ mới gánh hậu quả nghiêm trọng đấy. <laughs> cô giáo nghiêm giọng nói với Tèo Ngày mai em mời bố mẹ đến gặp cô nhé. Dạo này em học tệ lắm đó nha. Nhưng mà bố mẹ em đi công tác cả rồi cô à. Vậy thì em hãy mời người nhà tới gặp cô đi. Dạ cậu em có được không ạ? À? Được, nhưng là cậu ruột đấy nhá. Sáng hôm sau thấy Tèo cõng một đứa bé chừng ba tuổi đến. Cô giáo hoàng hồn hỏi. Này, thế em mang trẻ con vào lớp để làm gì? Tèo ngây thơ trả lời. Dạ thưa cô, cậu ruột của em đấy ạ. thần chết bó tay có ba anh mỹ trung quốc và việt nam đang đi trên biển thì thần chết corona tay cầm lưỡi hái hiện lên thần chết lạnh lùng bảo các ngươi muốn sống thì hãy vứt một thứ xuống biển ta mà không tìm thấy thì các ngươi sẽ được sống còn nếu ngược lại nếu ta tìm thấy của ai thì người đó sẽ phải chết gã người mỹ tinh khôn vứt một cây kim xuống biển thần chết lặn xuống 15 giây sau thì ngoi lên và gã người Mỹ qua đời. Gã người Trung Quốc sợ quá, bứt một sợi tóc ném xuống biển. Thần chết lặn xuống và 20 giây sau thì cầm sợi tóc lên và gã Trung Quốc cũng ra đi. Còn lại anh Việt Nam nhếch mép cười, móc ở túi ra một vật ném xuống biển. Thần chết lặn xuống một lúc lâu mới ngoi lên và thở hồn hển hỏi. Này, cái thằng ôn kia, mày vừa vứt cái méo gì xuống biển thế hả? Anh Việt Nam cười tinh quái bảo Tao vứt viên xê sủi Thần chết trời Tao lại mày <laughs> Có một anh chàng ngồi buồn, lục giấy tờ ra xem, xem tới xem lui. Cô vợ thấy vậy liền hỏi, anh đang xem cái gì thế? Có phải anh đang nhớ lại kỷ niệm ngày chúng mình yêu nhau không? Chồng đáp, không, không phải người vợ lại hỏi, "Hay là anh nhớ kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình có phải không?" Chồng đáp, "Cũng không. Vậy anh xem giấy gì mà cứ xem hoài vậy? Không phải trên tay anh là tờ giấy đăng ký kết hôn hay sao?" "Ừ, nhưng tôi đang xem hạn sử dụng của nó, cái gì cũng có hạn sử dụng, sao cái giấy này tôi tìm hoài mà không thấy nhỉ?" Câu chuyện ngày khai giảng Mấy tháng nghỉ hè vui chơi thỏa thích Mai lại phải đến trường rồi Tí mặn méo sẹo Giờ địa lý cô giáo hỏi Các em hãy cho cô biết Quốc gia nào lấy hai bộ phận Cơ thể người để đặt tên cho nước Dạ em thưa cô Đó là Mông Cổ ạ à. Tí giỏi lắm Thế em có biết quốc gia nào Lại lấy trang phục của con người Để đặt tên nước không Dạ thưa cô em không biết ạ à tèo liền giơ tay trả lời thưa cô đó là nước áo ạ à? ôi tuyệt vời thế em có biết tại sao chỉ có nước áo mà không có nước quần không Tí nhanh nhào trả lời thưa cô cái này thì em biết ạ à? tốt rồi vậy em nói đi dạ chỉ có nước áo mà không có nước quần bởi vì nếu có quần thì ta sẽ không thể nhìn thấy cô ba giỏi lắm tèo vội đứng lên Dạ em thưa cô, lý do bạn tí đưa ra không thuyết phục ạ. À? Bởi vì, dù có nước áo, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy hai ti đấy thôi. Ông hiệu phó đi ngang qua, ngó vào lớp. Ông hỏi, thế lớp ta có biết quốc gia nào mà cả nước đi xin không? Tèo ẩm ử đứng lên thưa. Dạ thưa thầy, là Brazil ạ. À. Ừ, tốt lắm Họ không có áo đẹp như thế này để mặc. Ông hiệu phó chỉ vào cái áo dài trắng của cô giáo. Nhẫn Hắn vừa pha ấm trà mà lão hàng xóm đem cho. Hắn hít thở sâu để thưởng thức mùi hương của chén trà tàu. Bông Hắn giật nảy mình khi nghe tiếng hỏi Cha làm gì vậy? còn ngồi uống trà được à? Hắn ngước nhìn mấy đứa con rồi hỏi, thế giờ này tao không ngồi uống trà thì làm gì hả? Mấy đứa con nhìn hắn bảo, cha, cha còn nhìn đến bao giờ nữa chứ? Cha có biết ông khựa hàng xóm nhà mình mấy bữa nay rào lấn đất nhà mình hay không? Tao biết, tao đang tìm cách giải quyết đây này, nhưng không để mất tình làng nghĩa xóm. Phải ôn hòa, mềm mỏng mới được việc. Nghe hắn nói vậy thằng con trai trưởng nhăn mặt bảo, cha nói dễ nghe thật đấy. Mấy năm trước ông ta giàu lấn hẳn sang đất nhà mình một khoảng. Cha cũng sang thương lượng rồi về bảo mảnh đất đó mình không làm gì cho ông ấy mượn để nuôi gà. Hắn nói, ừ thì ông ấy vẫn nuôi gà thỉnh thoảng. Còn cho đôi ba quả trứng đó sao? Thằng con của hắn nghe hắn nói vậy càng đỏ mặt lên cho trứng gà nhà ta sang bên đó kiếm ăn ông ta đập chết gà to ông ta đem về ăn thịt còn gà nhỏ ông ta uh, vứt sang hay không thì cũng tại nhà mình sang đó kiếm ăn và phá nhà ông ấy mà thằng con hắn nghe vậy hét lên nhưng mà đó là đất nhà mình cha hãy làm gì đi cha hắn nhìn thẳng con bảo mày có muốn sống yên ổn hay không biết bao nhà khốn đốn rồi đó nhà mình còn còn bị ông ta thẳng con hắn kêu lên vẻ bất lực cha ơi là cha hắn nghe thẳng con hắn kêu như vậy thì liền xoa dịu thôi được rồi chờ mẹ mày về tao sẽ bàn với mẹ mày cách giải quyết một chốc sau thị đi mua sắm về hắn gọi thị lại và kể cho thị nghe chuyện vừa rồi thị nhìn thằng con bảo cha mày nói đúng đấy đừng làm rách chuyện ra từ từ giải quyết con ạ đừng vì một vài mét đất mà làm mất đi tình làng nghĩa xóm nếu không có ông ấy thì thằng con lão nghe mẹ nói vậy thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng thì thì sao sao cha mẹ lại nhẫn nhục quá vậy họ cướp đất nhà mình mà còn sợ mất tình làng nghĩa xóm tủi con không chịu đâu đất của tổ tiên ông bà đó thay vợ mới có một cô gái khá xinh nhưng do không chú ý đến cách làm đẹp nên nhiều lúc làm anh chồng ngượng với bạn bè nói mãi mà chị vợ vẫn không chịu thay đổi anh ta liền nghĩ kế cải tạo vợ chị vợ thấy dạo này anh chồng quên hẳn chuyện nộp thuế đâm ra nghi ngờ anh có bồ nhưng vì tin chồng với lại chưa có bằng chứng nên chị tặc lưỡi bỏ qua một hôm bất ngờ thấy chồng khoa chân múa tay nói trên điện thoại chán quá rồi quyền vợ cũ của anh càng ngày trông nó càng nhăn nheo nhàu nát nên bút của anh không muốn viết nữa chứ có phải bút của anh hết mực đâu dứt đợt này phải thay vợ mới thôi Chị vợ nghe xong rụng rời chân tay và vội chạy ra phố. Lúc sau trở về đã thấy súng xính bộ quần áo rất thời trang, lại còn thêm chút phấn son nên dung nhan, nom rất bắt mắt. Chị ta hớn hở chạy đến bên anh chồng, chị nguyết một cái gió dài. Này, vợ mới đây này, bút đâu? Viết đi! hỏi thì biết bà vợ của ông giám đốc đi công tác xa nhà một tuần mới về vừa mới về đến nhà bà bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì bà phát hiện một chiếc quần lót của phụ nữ ở trên giường nhưng không phải là cái quần của bà đi về đã mệt lại còn chứng kiến việc này bà tức sôi máu trong người nên gọi ngay con bé giúp việc lên rồi hỏi vì trong nhà bà có con bé trẻ trẻ giúp việc. Cô bé vừa lên, bà cau mày hỏi, Này, tao hỏi cái quần này là của mày phải không? Cô bé giúp việc sợ hãi đáp, Dạ thưa bà, không phải của con đâu ạ. Cái nhà này chỉ có tao với mày là phụ nữ, nếu không phải của mày thì là của tao chắc. Mày nói thật đi. Cô bé giúp việc liền thanh minh con đã bảo là không phải của con rồi mà. Sao mà bà không tin? Vì từ trước đến giờ, con có khi nào mặc quần lót đâu. Bà không tin, thì bà cứ hỏi ông là biết à? Có một ông nọ than thở với bạn, của hôn nhân của tôi, cứ giống như ao nước tù, chẳng có gì mới lạ cả. Người bạn mới khuyên ông ta rằng, Sao ông không cặp bồ cho thêm hương vị đi? Nhưng bà ấy phát hiện thì sao chứ? Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với bà ấy đi, đừng có sợ. Thế là ông ta vội vã quay về bảo vợ. Mình này, anh cho rằng nếu anh có vài cuộc phưu lưu tình ái, thì quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện đấy. Người vợ lắc đầu bảo, Thôi thôi, bỏ đi, tôi cũng đã thử với vài người đàn ông khác rồi, chẳng có hiệu quả gì đâu. Trong đêm tân hôn, sau khi làm xong cái việc cần làm, anh chồng cười khúc khích đầy bí ẩn, thấy vậy cô vợ liền hỏi, "Có chuyện gì mà anh cứ cười mãi thế?" Anh cười, vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ? Người vợ trột dạ hỏi lại, sao anh lại biết? Sao lại không biết cơ chứ? Anh là chồng em cơ mà. Vậy, vậy anh biết rồi, thì anh có tha lỗi cho em không? Sao lại là lỗi do em? Là họ tự nguyện đút vào ấy chứ? Thì hôm nay đám cưới chúng mình đấy, biết bao nhiêu người đút phong bỉ qua cái lỗ trên nắp hòm đựng tiền mừng đó thôi. Cô giáo vào đầu giờ học về cái chăn. Cô hỏi cả lớp, các em thân mến, mùa đông trên giường nhà các em có cái gì nào? Dạ thưa cô có cái chiếu ạ. À? Đúng rồi đó các em. Vậy trên cái chiếu có cái gì? Một em nhanh nhào trả lời, dạ thưa cô đó là mẹ em ạ. À? Đúng rồi. Cô giáo nói và hỏi tiếp, vậy trên mẹ em có cái gì? Dạ thưa cô là bố em ạ. À? Đúng rồi các em giỏi lắm. Vậy trên bố em là cái gì? Cô giáo nghĩ sẽ là cái chăn. Giả thư cô trên lưng bố em là hai bàn tay của mẹ em ạ. À? Mãi mà học sinh trả nhắc đến cái chăn, bực mình cô giáo quát hỏi, vậy cái chăn đâu? Giả thư cô cái chăn rơi xuống đất rồi ạ. À? Nhà vua sắp đi viễn chinh, hoàng hậu thì trẻ đẹp mà tính thì hơi dễ dãi, lo lắm không ngủ được bột hiện lên hỏi vua kể lại sự tình bột nói con đừng lo nữa ta cho con một phép màu nếu người đàn ông nào mà láng tráng với hoàng hậu thì sẽ bị cụt mất bộ phận đó vua an tâm lên đường chinh chiến năm sau ngài trở về gọi tất cả các quan ở nhà trông nom hoàng hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo than ôi ai cũng bị cụt Trừ mỗi một mình quan tể tướng vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần mới bảo duy chỉ có nhà ngươi là tử tế thôi nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng cho tể tướng lấy giấy bút ra viết dạ xin bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của thần dài ra như cũ ạ à. Bà mẹ nói với cậu con trai 7 tuổi rằng: "Con à, ở nước ngoài trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ với mẹ để sau này dễ tự lập, con cũng phải ngủ riêng đi nhé." Nó liền hỏi lại: "Thế sao bố lớn thế rồi mà vẫn phải ngủ với mẹ vậy ạ?" À? hai vợ chồng nhà kia có người hàng xóm làm họa sĩ một hôm anh chồng sang nhà anh họa sĩ chơi thì nhìn thấy một bức tranh khỏa thân giống y hệt vợ của mình về nhà anh ta hậm hực vạn hỏi vợ có phải em đã khỏa thân cho tên hàng xóm vẽ đúng không hả cô vợ ngơ ngác trả lời dạ không em chưa bao giờ khỏa thân cho anh ta vẽ cả chắc là anh ta vẽ theo trí nhớ thôi thấy vợ buồn buồn hỏi ra mới biết làm mất đâu 50 triệu thế là mình đưa vợ 30 triệu cho vợ sắm tết thấy vợ cười tươi hẳn mình cũng nhẹ lòng đi nhiều thôi kệ tết mình tiêu xài 20 triệu cũng tạm được rồi Ông bố đứng xem cậu con trai nhỏ nghịch đất ngoài vườn thằng bé dùng bình gôm tóc xịt vào một con run đất làm nó trở nên cứng và rỗi thẳng ra sau đó cậu đút con run đó trở lại cái lỗ dưới đất một ánh chớp lóe lên trong đầu của người bố ông ta đưa cho thằng con năm nghìn đồng đi mua kẹo rồi mượn bình gôm xịt tóc của nó đi vội vào trong nhà hơn một tiếng sau bà mẹ đi ra dúi cho con một tờ 50.000 rồi mắng yêu nó rằng: "Chó con giỏi lắm, không có sáng kiến của con thì ông ấy chỉ là đồ vô tích sự thôi." Lần sau tăng giá, vợ đang ở cữ khá lâu, thấy chồng tối tối gãi đầu mà thương, biết chồng thèm món đỗ tương, nhưng vì hoàn cảnh phải nhường con thơ nhìn chồng ngày ngần đêm ngơ, vợ bèn móc ví hai tờ bạc xanh. Vợ rằng đừng ngại nhé anh, hãy đi làm cuốc tàu nhanh rồi về. Chồng nghe xúc động trong lòng. Hai hàng nước mắt trực trề tuân rơi. Cảm ơn em nhé vợ ơi, anh đi giải quyết xong rồi về ngay. Nói xong chồng chạy như bay, khoảng hơn một tiếng thì quay lại nhà. Chồng khoe hên thật em à. Người quen nên giá chỉ là một trăm. Tiền dư anh trả vợ nè, cô hiền đầu ngõ có tâm vợ à. Vợ nghe tức nổ lòng mề, mặt mày đỏ hoét trời thề trời ơi. Đúng là loại bạc như vôi, trước sau cũng bị thiên lôi đến tìm. Chồng chưa hiểu rõ sự tình, bênh rằng nó đã giúp mình mà em. Nó còn cẩn thận dặn thêm, lần sau anh đến chỉ đem một tờ. Vợ như nước lũ vỡ bờ, tiên sư con nhỏ, tên hiền tham lam. Xưa mày ở cứ nửa năm Chồng mày tao giúp chẳng cầm một xu Giờ chồng tao đến mày thu Một trăm một cuốc sau hư vậy trời Mau mau trả lại cho bà Không thì lần tới giá bà tăng ba Mà cha thứ bản danh ma Mày mà ở cứ chẳng tha chồng mày Ngày mai 20 tháng 10 Nếu không mày chết không người tiến đâu một cô gái trẻ bị đuối nước được một chàng trai cứu hộ vớt lên đưa vào trạm làm hô hấp nhân tạo và cô được cứu sống hai tháng sau cô thấy bất ổn trong người liền đến khám bác sĩ bác sĩ sau khi khám xong bảo xin chúc mừng cô đã có thai rồi cô gái ngơ ngác nhìn bác sĩ bảo tôi chưa có chồng và chưa ngủ với đàn ông bao giờ thì làm sao mà có thai được chứ sau khi nghe lời bác sĩ giải thích muốn có thai thì phải có sự kết hợp giữa cái này với cái kia thì cô bỗng chợt nhớ ra và lập tức hét toáng lên ôi tiền sư cha cái thẳng cứu hộ chứ thế mà nó bảo là nó làm hô hấp nhân tạo tôi thấy cũng dễ chịu trong người nên nằm yên và còn lim dim đôi mắt thầm mong cho nó hô hấp nhân tạo được lâu hơn một chút chứ nào có ngờ đâu có một ông chồng trên giường hấp hối gọi vợ đến bên mình hỏi mình ơi tôi không còn cùng em đi hết quãng đường còn lại được nữa mình hãy nói thật cho tôi trong suốt thời gian chung sống với nhau mình đã phản bội tôi bao nhiêu lần rồi cô vợ không nói gì mà chỉ khóc nức nở ông chồng lại nói thôi mình không nói cũng được chả sao nhưng mình hãy giải thích cho tôi về ba quả trứng và 5 triệu đồng trong tủ được không? Cô vợ thút thít. Dạ, mỗi lần em phản bội mình là em lại cho vào trong tủ một quả trứng ạ. À? Ông chồng thở phào. À, vậy ra chỉ có ba lần thôi ư. Còn số tiền 5 triệu thì sao? Lần này cô vợ khóc to hơn và giải thích. Dạ, mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán. Và tiết kiệm được 5 triệu Nghe đến đây Ông chồng hét lên một tiếng Và chút hơi thở cuối cùng Một thanh niên ra mắt bố người yêu Chào bác Ừ chào cháu Bác cho cháu xin điếu thuốc ạ à? Cậu hút thuốc đấy hả à? Dạ khi uống bia Cháu cũng hay hút thuốc ạ à? lại còn cả bia nữa à dạ vâng thua bạc thì cháu uống bia cả bài bạc nữa à dạ trong tù có việc gì làm đâu bác lại còn vào tù nữa sao dạ tại cháu ra mắt bố người yêu mà bác ấy không đồng ý đấy ạ à? lúc yêu thì tự lôi tay người ta nhét vào túi áo mình rồi bảo em để tay vào đây cho ấm này lấy nhau về người ta cho tay vào lại bảo làm gì còn đồng nào mà thò tay vào đấy chứ đúng là cái thứ lòng giả đàn ông vật chứng cuộc tình một hôm cô vợ của anh lái xe đến cơ quan chồng tìm giám đốc công ty rồi kêu cứu chồng em có bồ em nhờ sếp khuyên bảo anh ấy chấm dứt đi để còn đảm bảo hạnh phúc gia đình chúng em ạ à. ông giám đốc hỏi thế cô có bằng chứng gì chứng minh là chồng cô có bồ nào cô vợ của anh lái xe lôi một chiếc quần lót phụ nữ trong túi sách ra đưa cho ông giám đốc rồi trình bày đây ạ à, hôm qua đi giặt em thấy cái này trong túi quần của anh ấy ạ à? giám đốc cầm vật chứng cuộc tình cất vào cặp rồi hứa thôi được cô cứ về đi tôi sẽ khuyên nhủ cậu ấy bận công việc ông giám đốc quên khuấy mất vụ chiếc quần lót đến chiều về nhà gặp vợ đón ở cửa ông ta đưa chiếc cặp cho vợ bảo hôm nay có lương anh để trong cặp đấy em lấy giúp anh nhá bây giờ anh đi tắm mát một cái cho đỡ mệt đã chị vợ hớ hí hửng đỡ chiếc cặp rồi mang vào trong nhà lấy lương của chồng đưa khi chồng tắm vừa xong bước ra khỏi buồng tắm chị vợ liền chìa chiếc quần lót ra tươi cười hỏi chồng trời ơi anh mang cái quần lót của em đến cơ quan làm gì thảo nào mà mấy hôm nay em tìm mãi chả thấy đâu Chồng đang nhậu, thì gọi điện về nhà nói với vợ. Em ơi, gửi tấm hình bikini của em cho anh đi. Ôi ghét thế, nhưng mà để làm gì? Vội nhìn người ta thế cơ à? Thì anh uống nhiều quá, muốn ói, nhưng ói không ra. Hai ông Việt Kiều già mó mém nói chuyện với nhau. Ông nghĩ thế nào mà giữ con bé chưa đầy 30 tuổi qua đây làm vợ thế? Nó rất thật thà nên tôi mới cưới nó đem qua đây đấy. Làm sao mà ông biết nó thật thà hả? Thì lúc trước khi lấy nó, tôi có hỏi tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội qua mà em lại chịu lấy qua? Nó nói tại vì nhà nó nghèo quá nên lấy tôi cho đỡ khổ. Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là thật thả sao? Thì tôi cũng thử lòng nó thêm rồi. Tôi hỏi nó, đưa em qua bển rồi, lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao? Rồi nó trả lời, em đợi được mà, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6-7 năm nữa là cùng. Tôi gặng hỏi nó thêm, thế lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ, em không đợi được qua chết? Em bỏ qua thì sao? Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ông đừng giận em nhé. Sức ông ở một mình thì sống thêm được 6-7 năm. Chứ sống chung với em thì ông thọ được một năm cũng là giỏi lắm rồi. <laughs> Anh chồng nọc mấy đứa con ra tra khảo. Đứa nào lấy tiền trong túi của bố hả? cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa sao anh không nghĩ là em lấy chứ trời ơi mất như thế thì chắc chắn không phải là em lấy đâu tại sao anh lại nói như thế thì bởi vì vẫn còn lại một ít hôm nay nghỉ tết dương lịch con cháu đi du lịch cả nhà trở nên vắng vẻ hai ông bà già về hưu ngồi tâm sự với nhau Bà nó ơi, lại đây tôi hỏi tí này. Gì thế hả ông? Giả sử tôi chết trước bà, thì bà sẽ sống thế nào chứ? Thì tôi sẽ tìm thuê hay mua một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp với vài quả phụ đơn độc. Nhưng phải ít tuổi hơn tôi, càng nhiều càng tốt thì mới hợp. Thế bà lại dựa vào vai ông, ỏn ẻn hỏi lại. Thế nhỡ em chết trước thì ông sẽ làm sao? Ôi khó nói nhỉ, khó là làm sao chứ, thì thì tôi cũng sẽ làm như em thôi. Hả? À. <laughs> muốn vui vẻ. Có một anh chàng đang trên đường về nhà thì bị cô gái chặn lại hỏi: Anh có muốn vui vẻ không? Thấy cô gái vô cùng xinh đẹp ăn mặc lại bốc lửa, anh chàng liền hỏi, thế bao nhiêu? Cô gái đáp, 200 ngàn. Anh gật đầu đồng ý, thế là cô ta bán cho anh một cuốn truyện cười. Thấy con chó dạo này có nhiều biểu hiện lạ, nên ông chồng bảo với vợ là, em à, vài ngày nữa anh sẽ mang con kỳ kỳ, cho chị hai, rồi mua con khác về nuôi. Nó khôn thế, sao lại nỡ cho đi hả anh? Tại anh thấy nó hơi lạ, lạ ở chỗ nào? Anh thấy dạo này nó không gầm kè với lão hàng xóm nữa, mà lại quấy đuôi mừng chứ. Bơ vơ, thấy một chú bé đứng khóc ở ngã ba đường, bà cụ tốt bụng dừng lại hỏi sao cháu lại khóc thế cháu bị lạc đường à dạ vâng ạ à. thế nhà cháu ở đâu dạ cháu không biết hôm nay nhà cháu dọn đến chỗ mới ạ à? thế bố cháu tên gì dạ cháu cũng chưa rõ ạ à? hôm nay mẹ cháu và ông ấy sẽ cưới nhau ạ à?